Ngày 16 tháng 5, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết các bác sĩ xuyên đêm vận chuyển và xử lý thuốc điều trị cho 3 bệnh nhi ngộ độc botulinum. Trước đó, sáng ngày 13 tháng 5, gia đình có 4 người ngụ thành phố Thủ Đức, gồm một người dì cùng 3 anh em ruột có độ tuổi 14, 13 và 10 tuổi, có mua chả lụa từ người bán dạo không rõ nguồn gốc để ăn với bánh mì. Sau khi ăn khoảng 12 đến 18 giờ cùng ngày, cả 4 người đều bị đau bụng, ói và tiêu chảy nhiều lần, mệt mỏi, đau người và 3 đứa trẻ bị yếu cơ dần. Khoảng 15 giờ ngày 15 tháng 5, sau khi hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Chợ Rẫy thống nhất chẩn đoán nghi ngờ nhiễm độc botulinum do ăn chả lụa. Đến 19 giờ cùng ngày, các xét nghiệm cận lâm sàng phù hợp với chẩn đoán ngộ độc botulinum. Do tính chất cấp bách của bệnh lý ngộ độc botulinum, nếu điều trị trễ sẽ dẫn đến liệt cơ, suy hô hấp, phải thở máy từ 3 đến 6 tháng, nên Bệnh viện Chợ Rẫy đã lập tức liên hệ với Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để điều chuyển thuốc BAT, 2 lọ còn lại sau đợt điều trị cho chùm ca bệnh ngộ độc botulinum do ăn cá ủ muối chua vào tháng 3 năm 2023. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, rạng sáng ngày 16 tháng 5, cả 3 trẻ đã được dùng thuốc BAT để giải độc botulinum. Đến 6 giờ sáng nay ngày 16 tháng 5, tình trạng các bé ổn. Ngày 16 tháng 5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến ngày 15 tháng 5, các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thành phố đã hết hoàn toàn vaccine DBT, VGB, HIB là vaccine phối hợp 5 trong 1 phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uống ván, viêm gan B, viêm phổi do HIB và viêm màng não mủ do HIB và DBT phòng 3 bệnh truyền nhiễm bạch hầu, ho gà, uống ván, hấp phụ trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, vaccine DBT, VGB, HIB được cấp lần gần nhất vào tháng 10 năm 2022 và đã hết từ đầu tháng 3 năm 2023. Vaccine DBT được cấp lần gần nhất là tháng 2 năm 2023 và đã hết từ đầu tháng 5 năm 2023. Các loại vaccine khác trong chương trình tiêm chủng mở rộng chỉ còn với số lượng rất hạn chế, dự kiến sẽ hết trong vài tháng tới nếu không được cung cấp thêm. Sáng ngày 16 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết đã tạm giữ và bàn giao đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn cho Công an thành phố Bắc Cạn xử lý. Trước đó, tối ngày 15 tháng 5, tại km 159 trên quốc lộ 3, đường Chiến thắng Phủ Thông, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Cạn, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Cạn làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Người điều khiển xe máy là Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1954, trú tại thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn. Qua kiểm tra xác định nam tài xế xe máy vi phạm ở mức 0,943mg một lít khí thở. Tổ công tác đã thông báo cho ông Minh biết đã vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, nhưng ông này không hợp tác và bỏ ra ngoài. Khoảng 10 phút sau, ông Minh quay lại vị trí tổ công tác làm nhiệm vụ. Áp sát thiếu tá Dương Xuân Kiệm đang viết biên bản và dùng dao nhọn đâm vào mạng sườn trái của thiếu tá Kiệm, gây thương tích nặng. Tại cơ quan công an, ông Minh cho biết nguyên nhân là do bực tức vì bị tổ công tác dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, nên đã đi mua 2 con dao nhọn và quay lại để trả thù. Ngày 16 tháng 5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã đưa ra khuyến cáo người dân và các nhà hàng kinh doanh cảnh giác thủ đoạn lừa đảo qua chiêu trò, đặt tiệc nhà hàng kèm theo một số yêu cầu đặc biệt. Cụ thể, chị A, nhân viên quản lý một nhà hàng trên địa bàn xã Hộ Độ, Hà Tĩnh, trình báo lên cơ quan công an. Ngày 23 tháng 4, chị nhận được cuộc gọi của một người xưng tên là Tiến gọi đến số hotline của nhà hàng để đặt 5 bàn tiệc, sau đó lấy số điện thoại cá nhân liên hệ qua Zalo của chị A để trao đổi thực đơn đặt món và yêu cầu nhà hàng chuẩn bị sẵn một loại rượu vang ngoại để tiếp khách. Do nhà hàng không có sẵn loại rượu, theo yêu cầu, nên vị khách này đã giới thiệu cho chị số điện thoại của một người chuyên cung cấp loại rượu đó để nhờ nhà hàng chuẩn bị sẵn. Sau khi liên hệ để đặt rượu, chị A đã làm theo yêu cầu và chuyển khoản số tiền đặt rượu là 13 triệu 050 ngàn đồng vào tài khoản của người cung cấp rượu. Tuy nhiên, đến tối ngày 23 tháng 4, chị A vẫn chưa thấy rượu chuyển về và cũng không thấy Tiến là người đã đặt bàn tới, lúc đó mới nhận ra là đã bị lừa. Tiếp đó, cơ quan công an cũng nhận được thông tin từ chủ một nhà hàng gà tươi trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh về việc nhà hàng nhận được cuộc gọi từ một người xưng là giáo viên của một trường học trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh gọi đến đặt bàn. Sau khi trao đổi thực đơn món ăn qua Zalo,
người này đã yêu cầu nhà hàng cung cấp một loại rượu vang. Theo yêu cầu, loại rượu này trên địa bàn hiện không có. Khi nhà hàng phản hồi lại thì người khách đặt bàn đã cho nhà hàng số điện thoại liên hệ đặt rượu. Theo số liệu của Cục Viễn thông Bộ Thông tin Truyền thông, sau ngày 15 tháng 4, có 1,15 triệu thuê bao bị khóa 2 chiều vì chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin theo quy định. Thống kê của Cục Viễn thông cho thấy từ đó đến nay, số thuê bao bị khóa 2 chiều đi đăng ký lại thông tin không nhiều, chưa đến 20%. Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Viễn thông cho hay, trong tháng 5 và tháng 6 năm 2023, Bộ Thông tin Truyền thông sẽ tổ chức thanh tra diện rộng với sự tham gia của Sở Thông tin Truyền thông các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước, nhằm xử lý nghiêm tình trạng vi phạm thông tin thuê bao trên điện thoại. Theo đó, Cục Viễn thông sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động tiếp tục thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao, xử lý tình trạng SIM có thông tin thuê bao không đúng quy định hay còn gọi là SIM rác, ngăn chặn, xử lý vi phạm liên quan đến cuộc gọi quảng cáo và số điện thoại thuộc danh sách quảng cáo. Tin từ Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, việc kiểm tra toàn diện TikTok ở Việt Nam sẽ được thực hiện bắt đầu từ tuần sau, thay vì ngày 15 tháng 5 như dự định. Địa điểm kiểm tra là tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi có trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ TikTok Việt Nam. Nội dung kiểm tra về việc chấp hành các quy định pháp luật Việt Nam của TikTok, trong đó có việc chấp hành các quy định về hoạt động cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho người sử dụng Việt Nam, bao gồm quy trình kiểm duyệt thông tin, xác thực người dùng, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam, xử lý khiếu nại của người dùng. Nội dung kiểm tra sẽ bao gồm cả thuật toán phân phối, đề xuất nội dung cho người dùng và việc thu thập, quản lý, lưu trữ, sử dụng dữ liệu của người dùng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng sẽ thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định về quảng cáo, việc quản lý người nổi tiếng, người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên TikTok, Idol TikTok. Đoàn kiểm tra cũng sẽ đánh giá tác động của TikTok đối với lứa tuổi thanh thiếu niên. Ngày 16 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết đơn vị đang triển khai chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân bị dị tật cổ bàn chân. Theo đó, chương trình hướng đến đối tượng là người lớn và trẻ em trên 6 tuổi, không giới hạn nơi cư trú. Bệnh nhân có nhu cầu điều trị có thể đăng ký từ nay đến ngày 22 tháng 12 năm 2023 để được các bác sĩ khám sàng lọc. Thời gian phẫu thuật dự kiến từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 11 tháng 1 năm 2024. Các bệnh lý gồm dị tật hay những biến dạng bẩm sinh cổ bàn chân, tật thừa ngón chân, dị tật khiếm khuyết ngón chân, di chứng chấn thương nhiễm trùng cổ bàn chân, sốt bại liệt có di chứng ảnh hưởng cổ bàn chân. Chương trình là hoạt động truyền thống 2 năm một lần của Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Đoàn Bác sĩ International Extremity Robotics IEP Hoa Kỳ.